Ja, wann der ist schon. Ah, fängt schon an. Hallo! Wir haben noch keine Zuschauer. Noch keinen, gell? Drei Personen. Hallihallo. Okay, wir haben drei. Hallo, schön euch zu sehen. Xin chào các bạn. Live rồi. Vier Personen. Hello bạn Huỳnh Anh Phước. Hello bạn Hồng Hạnh. Ok, fangen wir an. Ok, wollen wir anfangen? Dạ. Hallo, hallo, chào mừng các bạn cùng đến với buổi livestream ngày hôm nay do trung tâm ESS tổ chức. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Wi-Fi and Business Meet for Kind of Party. Hôm nay anh tên là Quân và cùng chị My, chúng ta sẽ cùng thảo luận chủ đề này nhé. Các bạn có biết Wi-Fi and Business Meet for Kind of Party nghĩa là gì không? My? Wir feiern diesen Mittwoch keine Party. Was kann das bedeuten? Wi-Fi and Business Meet for Kind of Party có nghĩa là vào ngày thứ tư thì người ta không tổ chức những cái buổi tiệc ở bên Đức. Tại sao lại có cái văn hóa đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Okay, wir beginnen mit der Einführung. Bis es sehr seit hier. Wir haben heute die Themen Wortschatz, Wortschatz sexala duve. Wir machen dann weiter mit der Aussprache la fa'am und am Ende führen Enguan und ich ein Gespräch, ein Beispielgespräch la hội thoại. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sẽ bắt đầu với ba chủ đề trước. Phần đầu tiên sẽ là Wortschatz, là về từ vựng, các bạn sẽ được học 6 từ mới. Phần thứ hai sẽ là phần phát âm và phần cuối cùng anh và chị My sẽ cùng nói một đoạn hội thoại mẫu, các bạn cùng nghe nhé. Ok. Ok, thì chúng mình bắt đầu với Wortschatz, từ vựng. Hôm nay các bạn sẽ học 6 từ mới. Từ thứ 1 là Der Mittwoch. Mittwoch dịch ra là thứ tư. Các bạn cứ nói theo nhé. Nói theo như hàm ý. Der Mittwoch. Der Mittwoch. Phải nghe rất rõ hai cái chữ T ở trong cái từ Mittwoch. Nói lại nhé. Der Mittwoch. Der Mittwoch. Mittwoch. Der Mittwoch. Rồi, tiếp tục từ thứ hai là Das Theater. Das Theater. Theater dịch ra là nhà hát. Rồi, nói lại nhá. Das Theater. Các bạn cứ nói theo chung với Hà My nhá. Das Theater. 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 Các bạn nghe và cùng nói theo nhé. Rồi tiếp là fantastisch. Fantastisch người Đức sử dụng cái từ khi nào cái gì xảy ra mà rất tốt, rất hay, ai cũng thích. Như cũng synonym tiếng Việt là good. Đúng rồi, là good hay là toll, unglaublich. Các bạn cứ nói theo nhé. Fantastisch. Fantastisch. Fantastisch.
Nói một lần nữa nhé. Fantastisch. Rồi. Từ là die Komödie. Die Komödie. Komödie là hài kịch. Komödie là một vở hài kịch. Yeah. Hài kịch chứ không phải là hài kịch. À, die Komödie. 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 Die Komödie. Die Komödie. Bạn Huyền Anh nói là cô My đọc lại chậm lại một chút. Ok. Đọc lại nhé là Die Komödie. Phải xuống, cái giọng phải đi xuống. Cuối cùng Die Komödie. Nói nhanh thì nghe như thế này Die Komödie. Lại chậm lại nhé. Die Komödie. Ok. Tiếp tục là National. Anh Quân có giải thích National tiếng Việt được không? National là thuộc về tính chất của một quốc gia nào đó. Người ta sẽ nói là National. Ok. Nói lại nhé. National. National. Nói nhanh thì nghe như thế này. National. National. Nghe như có một chữ S ở trong cái từ đấy. National. Các bạn cứ nói theo nhé. National. Nói một lần nữa. National. Ok. Rồi từ cuối cùng là dort. Dort là như ở đó. Và ở đây sẽ là here. Nhưng hôm nay mình sẽ học mỗi dort thôi. Phải nghe cái T ở trong cái từ đấy. Dort. Dort. Cứ nói theo nhé. Dort. 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 Rồi. Mình tiếp tục với phát âm không? Ok, bây giờ chị My sẽ đọc lại một lần nữa tất cả các từ. Okay. Và các bạn cùng nghe và cùng đọc theo nhé. Rồi, bắt đầu với Der Mittwoch. Der Mittwoch. Der Mittwoch. Mittwoch. Das Theater. Das Theater. Das Theater. Das Theater. Fantastisch. 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 Die Komödie. Die Komödie. Die Komödie. Die Komödie. National. 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 Dort. 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 Ok, bạn Nhật có một yêu cầu là cô My hãy đặt câu với những cái từ trong hình này. Cô My đặt giùm anh nha. Đặt một câu á? Dạ. Ok. Một câu ví dụ với cái từ theater. Ok. Thì là sẽ được Heute gehe ich ins Theater. Có nghĩa là? Dịch ra là hôm nay
Hà My sẽ đi xem nhà hát. Ok, cảm ơn. Nói lại nhé. Heute gehe ich ins Theater. Chắc hẳn là nhiều bạn sẽ thắc mắc với từ national. Đó là một tính từ. Cô My cho một các bạn một ví dụ nha. Một câu ví dụ là dieses Theater ist national. Có nghĩa là cái nhà hát này national là của quốc gia. Là của quốc gia. Ok. Dieses Theater ist national. Die Komödie. Die Komödie là một vở hài kịch. Trong vở kịch thì nó cũng có một từ nữa là das Theaterstück. Vậy thì hai cái đó khác nhau gì không biết? Komödie là die Komödie ist lustig, damit Menschen lachen. Und Theater ist eine Geschichte. Sie kann traurig sein, sie kann glücklich sein. Sie kann sehr lange dauern, sie kann schwer sein. Ok, cô My có chia sẻ là đi Komödie là một vở hài kịch, chủ yếu là để làm người ta cười thôi. Còn Theaterstück là một vở hài kịch, là một vở kịch. Trong đó nó nhiều cái hỉ nộ ái ố, vui có, buồn có, và người ta cũng có thể khóc trong đó nữa. Chúng ta sẽ chuyển vào phần tiếp theo là phần phát âm, xin mời cô My. Rồi hôm nay mình sẽ học cái chữ A ngắn và A dài. A dài có cái ví dụ là cái từ như hà. Hà là tóc, nhiều tóc là haare. Cái A đấy phải kéo dài. Mấy các bạn nói theo nhé. Hà, haare, hà, hà. Sau là có cái từ bare. Bare, anh Quân dịch ra. Bare là một đi bare. Nó là danh từ giống cái. Nó có nghĩa là một cái cán cứu thương. Khi mà các bạn bị tai nạn gì đó thì người ta hay khiêng mình bằng cán vô bệnh viện ấy. Thì đó là nghĩa của từ đi bare. Nói lại nhé. Hà, phải nghe cái R đằng sau. Hà, hà, bare, bare, bare. Ok, xong là bây giờ mình có cái A ngắn phải đọc nhanh. Amt, 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 amt. Anh Quân có dịch ra từ amt được không? Das Amt nghĩa là một cái trụ sở nào đó, chẳng hạn như là trụ sở ủy ban nhân dân phường chẳng hạn, thì nó cũng được gọi là amt. Ok, nói lại là amt. Nói nhanh nhá. Amt. Xong là cũng có cái từ matter nữa. Matter. Matter nghĩa là gì? Là gì cô My nhỉ? Là nệm. Ok, matter là nệm. Matter. Matter. Rồi bây giờ mình lại nói lại tất cả câu nhá. Ha. Ha. Nghe cái R làm sao? Ha. Ba. Ba r. Phải đi xuống với cái giọng ba r. Rồi bây giờ A ngắn là amt, amt, amt. Và matter, matter. Ok, có một bạn kêu cô My, nhờ cô My đặt câu dùm với những từ đó. Cô My đặt câu nha. Ok. Rồi chị Hằng mới bắt đầu với cái từ ha. Ich kämme meine Haare. Ich kämme meine Haare. Là Hà My đang chải đầu. Đang chải tóc của mình. Chải tóc, yeah. Ok. Ok. Er liegt auf einer Bahre. Er liegt auf einer Bahre. Có nghĩa là anh ấy nằm trên cái băng ca. Dạ, đi đâu thì mình không biết. Ok. Rồi, ich gehe später ins Amt. Ich gehe später ins Amt.
Cô My đọc lại câu đó lần nữa nha. Ich gehe später ins Amt. Các bạn đã nghe rõ chưa? Các bạn để lại phần dịch ở dưới comment cho anh nha. Ok, tiếp theo từ Master. Ok. Die Katze liegt auf der Matte. Die Katze liegt auf der Matte. Nghĩa là gì? Cô My dịch được không? Dịch ra là con mèo đang nằm trên cái nệm. Ok. Ok. Hiện tại thì có rất là nhiều comment của các bạn. Ok. Ok, mình chuyển qua phần tiếp theo là phần hội thoại. Bây giờ anh và cô My sẽ cùng đọc đoạn hội thoại này. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là nghe xem thử là phát âm như thế nào. Cái thứ hai là các bạn xem tình huống diễn ra cụ thể của chủ đề này là như thế nào. Ok, phân biệt với anh. Ok, Hamid hôm nay sẽ đọc Peter. Anh sẽ là Louis. Ok, Hamid bắt đầu. Feiern wir diesen Mittwoch eine Party bei Sarah zu Hause? Nein, wir werden diesen Mittwoch keine Party feiern. Sarah hat keine Zeit. Okay, willst du vielleicht ins Theater diesen Samstag gehen? Das klingt fantastisch. Was werden wir dort tun? Ich habe 2 Tickets für eine Komödie um 19.30 Uhr im Nationaltheater. Super, ich werde pünktlich da sein. Toll, wir sehen uns dort. Okay. Bây giờ thì cô My sẽ giải thích nghĩa của những từ in đậm cho các bạn. Các bạn cùng nghe và nói lại nhé. Feiern wir diesen Mittwoch eine Party bei Sarah zu Hause. Dịch ra là Peter hỏi, chúng mình có sẽ tổ chức một cái party ở nhà Sarah thứ tư không? Xong là Louis trả lời, nein, wir werden diesen Mittwoch keine Party feiern. Sarah hat keine Zeit. Dịch ra là không, thứ tư này mình không tổ chức party được, vì Sarah không có thời gian. Okay, cô khoan cô Hân. Có bạn Hân 2K3 hỏi là tại sao người Đức lại không tổ chức tiệc vào thứ tư hoặc là những ngày trong tuần? Also, Hami sẽ giải thích trên tiếng Đức trước nhé. Am Mittwoch ist ein Tag unter der Woche. Unter der Woche wird in Deutschland gearbeitet. Das heißt, alle haben gearbeitet und sind müde und möchten unter der Woche lieber zu Hause mit der Familie sein, zu Hause Abendessen und sich erholen, damit alle für den nächsten Tag morgens für die Arbeit fit sind. Außerdem haben Bars, Clubs, Restaurants unter der Woche nicht lange offen, maximal bis 9 oder 10 Uhr. Und alle Clubs, Bars, Restaurants machen aber am Wochenende, Freitag, Samstag, auf bis um 3 oder 4 Uhr morgens und deshalb gehen alle nur am Wochenende feiern. Các bạn có hiểu hết được không ạ? Ok, anh sẽ tóm lược lại ý của cô My nha. Thường thì những ngày trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu thì người ta sẽ không tổ chức tiệc. Lý do là vì đó là những ngày mà người ta làm việc. Và khi sau một cái buổi làm việc buổi sáng đến buổi chiều làm việc về rồi thì người ta rất là mệt mỏi. Và người ta chỉ muốn là ở trong nhà và nghỉ ngơi thôi. Để làm gì? Để mà lấy lại cái năng lượng của mình. Để cho là ngày mai người ta thật là có nhiều cái năng lượng tích cực để mà người ta đi làm. Cái lý do thứ hai nữa là những nhà hàng ở bên Đức thì những ngày trong tuần nó chỉ mở tới 9 hoặc là 10 giờ tối thôi. Chính vì thế mà người ta có muốn thì nó cũng không có thể là tổ chức party quá khuya được. Và những ở cuối tuần thì nó mới mở tới 3-4 giờ sáng. Đó chính là lý do vì sao mà người ta thường tổ chức party vào cuối tuần và không ở trong những ngày trong tuần.
Ok, mời cô Mỹ tiếp tục. Rồi tiếp tục là ok, willst du vielleicht ins Theater diesen Mittwoch gehen? Dịch ra là Peter hỏi bạn có muốn đi xem nhà hát thứ bảy không? Samstag gehen. Có muốn đi xem nhà hát thứ bảy này không? Xong rồi Louis trả lời das klingt fantastisch. Was werden wir dort tun? Ok, tiếp tục là bạn Hân 2K3 hỏi là cô My hồi xưa có hay đi vào theater không? Có, Hà My ngày xưa cũng đi xem nhà hát nhiều. Hà My giải thích trên tiếng Đức nhé. Also früher, als ich in die Schule gegangen bin, haben wir viele Bücher gelesen. Und viele Bücher wurden im Theater aufgeführt. Und deswegen hat die Schule immer ein Programm gehabt, dass wir einmal im Jahr ins Theater gehen, um zu vergleichen, ist das Theater wie im Buch. Und aber ansonsten, ich bin mit meinen Freunden nie ins Theater gegangen. In Deutschland gehen junge Menschen nicht oft ins Theater. Sie gehen lieber feiern, in Kinos, in Clubs oder in Bars. Theater ist viel mehr für ältere Menschen, die Eltern, Großeltern, genau, ältere Menschen einfach. Ja. Ok, chị My, cô My vừa chia sẻ là khi còn nhỏ thì cô My có đi tới theater, là tức là đi tới nhà hát á. Tức là bên đó khi các bạn học văn học á, có những cái mẫu chuyện, những câu chuyện thì nó chỉ nằm trong sách thôi. Nhưng mà khi đi qua theater thì người ta sẽ so sánh được là ở thực tế là nó có giống trong sách hay là không, và nó rất là thú vị. Về thực tế, về cái việc mà những người trẻ đi đến nhà hát ở bên Đức thì theo chia sẻ của My thì là nó không nhiều. Nó không nhiều, mà chủ yếu là ở những cái người đã trưởng thành, chẳng hạn như là ba mẹ của mình hoặc là ông bà của mình thôi. Ok, mời cô My tiếp tục. Ok. Das klingt fantastisch. Was werden wir dort tun? Dịch ra là hay quá, mình sẽ làm gì ở đó? Ok, und dann ich habe zwei Tickets für eine Komödie um 19.30 Uhr im Nationaltheater. Dịch ra là bạn có hai cái vé cho hai kịch. Cho một vở hài kịch. Hài kịch. 7:30 ở trong nhà hát. Nhà hát quốc gia. Quốc gia. Dạ, ngày nào. Ok. Sau Louis trả lời, super, ich werde pünktlich da sein. Dịch ra là tốt quá, bạn sẽ đến đúng giờ. Xong Peter trả lời, toll, wir sehen uns dort. Dịch ra là vui quá, mình sẽ gặp nhau ở đó. Các bạn Hạnh 2K4 hỏi là National Theater là có ở trong những thành phố nhỏ hay không? National Theater ist etwas sehr Großes. Es gibt's nur in großen Städten wie Berlin oder in München oder in Hamburg. Nationaltheater sehen sehr, sehr schön aus. Da werden sehr berühmte Stücke aufgeführt. Es sieht sehr luxuriös und elegant aus. In kleineren Städten sind die Theater etwas klein und gemütlich, aber auch sehr, sehr schön. Ok, My vừa rồi có chia sẻ là những cái National Theater, tức là những cái nhà hát quốc gia, thì nó chỉ có ở những thành phố lớn của Đức thôi, chẳng hạn như là Berlin hoặc là Hamburg. Nó rất là trang trọng, nổi tiếng và nhìn rất là sang chảnh luôn á. Ở những thành phố nhỏ thì nó cũng có theater, nhưng nó không được gọi là National Theater, nur Theater, chỉ là theater bình thường thôi. Còn những cái theater này nó rất là gemütlich, nó rất là ấm cúng, nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Ok, xin mời cô My có thể phân biệt cho các bạn dort và here được không? Dort là ở đó, chút xa hơn á. Dort, wir gehen dorthin, mình sẽ đi ra đó. Và Gegenteil? Gegenteil ist hier. Dạ, Gegenteil, cái từ ở đây là here. Dort và here. Hier là ở đây. Ok, dort khi bạn muốn chỉ một cái sự vật, con người nào ở đằng kia thì mình dùng là dort. Còn ở đây sát bên mình, gần bên mình thì mình sẽ nói là hier. Ok, cô My có thể cho ví dụ về hai từ đó được không? Ok, câu ở đây có rồi, wir sehen uns dort. Mình sẽ gặp nhau ở đó. Ở đó trong tình huống này là
là National Theater. Dạ, cái nào? Wir sehen uns dort. Mình sẽ gặp nhau ở đó. Hay là Was machst du hier? Là cái sự hàm ý đang sử dụng cái từ hier ở đây á. Was machst du hier? Dịch ra là bạn đang làm cái gì ở đây? Was machst du hier? Ok, có bạn hỏi là ngoài từ fantastic ra thì mình có thể xài những cái từ đồng nghĩa nào? Có nhiều lắm, có đồng từ đồng nghĩa là như gut hay là toll. Và khi nào mình xài những cái trong trường hợp nào mình sẽ xài nó? Xài khi nào cái gì xảy ra mà rất vui, rất hay, ai cũng thích, ai cũng mừng, ai cũng rất hạnh phúc về cái điều đấy. Là có unglaublich nữa. Yeah, unglaublich. Hay là super, người Đức rất sử dụng, rất thích sử dụng cái từ super, cái gì cũng super. Super. Ok, cảm ơn cô Minh. Bây giờ anh xem được các bạn có comment hỏi gì anh không nha. Bạn Minh Nhật hỏi là đi chơi cuối tuần có quy định số giờ không? Không cô My hay là được quẩy overnight? Also, als ein Tickchen Ding Dick Check. Also, Bars und Clubs machen auf maximal bis 3 oder 4 Uhr morgens. Danach ist zu. Aber man kann sich draußen auf der Straße treffen. Das machen auch manche. Sie sagen, là mấy Club, Bar hay là restaurant cuối tuần mở đến khoảng 3 giờ 4 giờ sáng xong là đóng hết, nhưng mà mấy người trẻ vẫn còn đi chơi ở ngoài đường á. Ok, để kết lại cái phần Express này thì anh với chị My sẽ đọc lại một lần nữa các bạn nghe và nốt lại nha. Ok, Peter. Okay. Feiern wir diesen Mittwoch eine Party bei Sarah zu Hause. Nein. Wir werden diesen Mittwoch keine Party feiern. Sarah hat keine Zeit. Okay, willst du vielleicht ins Theater diesen Samstag gehen? Das klingt fantastisch. Was werden wir dort tun? Ich habe zwei Tickets für eine Komödie um 19.30 Uhr im Nationaltheater. Super, ich werde pünktlich da sein. Toll, wir sehen uns dort. Okay. Ok, để tổng kết lại chủ đề ngày hôm nay thì khi mà các bạn gặp chủ đề này trong bài thi A2B1 gì đó thì các bạn nên lưu ý là người Đức sẽ không tổ chức tiệc vào những ngày trong tuần. Lý do là gì? Lý do là sau khi người ta làm việc mệt mỏi quá rồi thì người ta chỉ muốn ở nhà vào buổi tối thôi, và người ta dành cái năng lượng dành cho những buổi tiệc đó cho cuối tuần. Cái lý do thứ hai nữa là nhà hàng, những cái quán ăn chơi ở bên Đức nó chỉ mở ở những ngày trong tuần từ 9 tới 10 giờ là nó đã đóng cửa rồi. Chỉ có những ngày cuối tuần như thứ bảy, chủ nhật thì nó mở tới 3-4 giờ sáng. Và chỉ vậy thôi. Đó là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Anh cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi phần livestream vừa rồi. Ok. Cô My có muốn nói gì nữa không? Mình làm đúng. Nè. Okay. Schluss. Okay. Dann danke für den Livestream. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.